với quyết tâm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Phường Thắng Lợi đã tổ chức triển khai kế hoạch vận động nhân dân tham gia đóng góp giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp không cùng thửa đất ở để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Lý Tự Trọng. Đây là một trong bốn dự án trọng tâm trên địa bàn phường Thắng Lợi đã được Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công đồng ý chủ trương đầu tư thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Sau khi mở rộng khuôn viên, Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng với các phòng học, Phòng chức năng theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia, ủy ban nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch vận động nhân dân, các bậc phụ huynh, các tổ chức cá nhân ủng hộ đóng góp tiền bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích đất nông nghiệp không cùng thừa đất với tổng trị giá 750 triệu đồng. Theo đó, cán bộ công chức viên chức phường, trưởng các ban ngành đoàn thể từ phường ủng hộ 21 triệu đồng, đảng viên tại các chi bộ và đảng viên 213 ủng hộ trên 180 triệu vận động toàn thể các hộ dân trên địa bàn phường ủng hộ tối thiểu 150.000 đồng trường hộ. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, phụ huynh học sinh trong trường tiểu học Lý Tự Trọng vận động 230 triệu, thời gian vận động từ nay đến ngày 30 tháng 12 năm 2022. Nhận thức do ý nghĩa thiết thực của dự án, nên ngay sau khi kế hoạch được triển khai đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Quan điểm của tôi là hoàn toàn nhất trí. Bởi vì sao? Bởi vì đây là thế Uh, nghĩ cho tương lai. Sau này chứ không chúng ta không nghĩ về trước mắt thì riêng bản thân tôi hoàn toàn ủng hộ cái chủ trương này. Sau đó tôi cũng hoàn toàn nhất trí là song song nếu như có điều kiện lại tiếp tục phát triển trường cấp 2 của phường nữa thì theo tôi cái phấn đấu theo cái mục tiêu là ý Đảng lòng dân. Nếu như chúng ta mà làm được mà theo lòng dân thì tôi cho rằng là khó mấy thì chắc chắn là dân lo thì cũng hoàn thành. Nhiều với cách làm dân chủ công khai tin tưởng rằng dự án cải tạo nâng cấp trường tiểu học lý tự trọng sẽ sớm hoàn thành đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân trong và ngoài địa bàn phường